Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới 2024, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Thới, huyện Bình Đại lại có thêm niềm vui, hân hoan và phấn khởi khi quê hương đã về đích xã nông thôn mới sau hành trình dài nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong bức tranh nhiều sắc màu của xuân mới, niềm vui như được nhân đôi, cuộc sống của người dân có phần sung túc hơn, bộ mặt nông thôn vùng quê giờ đã khang trang, sạch đẹp hơn. Hiện xã Bình Thới đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới, địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về trên. Dự kiến Bình Thới sẽ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1 năm 2024 này. Đây là niềm vui, vừa là động lực, vừa là tiền đề để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thới ra sức phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Bình Thới là trên 75 triệu đồng một năm. Số lao động qua đào tạo gần 2.900 người, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,58%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên 92%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Gia đình tôi thì cùng với bà con trong cái nhân dân trong xã Bình Thới là vận động là hiến đất để làm đường. Rồi vận động bà con là 503 sạch để cho nó là giữ vệ sinh cho môi trường trên địa bàn của xã, nó để đạt chuẩn để xây dựng cái nông thôn mới cho nó thành công. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên xã Bình Thới đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện quy chế ở cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo cận nghèo làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vai trò hội nông dân là chủ thể thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Thì trong thời gian qua thì thực hiện theo chỉ đạo của đảng ủy, thì phối hợp với ủy ban, hội cũng đã thành lập được một số cái tổ hội nông dân nghề nghiệp, thì tổ hợp tác, đặc biệt là năm 2023 cũng phối hợp thành lập được hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ. Ông Phan Văn Tuấn, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Thới chia sẻ, những năm gần đây kinh tế địa phương có bước phát triển khá toàn diện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh xen canh, sản phẩm hàng hóa gắn với chế biến và thực hiện bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt kinh tế khu vực thương mại dịch vụ chế biến có hướng tăng trưởng khá tốt. Cùng với đó, các nhóm về tiêu chí văn hóa xã hội, an ninh trật tự và hành chính công cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đó đã làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Đây là tiền đề niềm tin vững chắc để Bình Thới vững bước về đích xã nông thôn mới vào đầu năm nay. Sau khi được trên thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì với cái tinh thần chung của đảng ủy thì sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các đoàn thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, trong đó thì đặc biệt quan tâm việc nâng chất các cái tiêu chí nông thôn mới để làm sao cuối năm 2024 thì Bình Thới sẽ đăng ký đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Bình Thới đã được minh chứng rất rõ khi xuân năm nay tại vùng nông thôn lại khoác lên một diện mạo mới.